Hello anh em nha, xin chào anh em đến với kênh của mình, là mình đây, tôi đi đây Khang nha mà. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha. Hôm nay đây Khang lần đầu tiên cũng làm một cái video về khẩu mắt 10 trên kênh của mình nha. Đây thì Khang hôm nay bắn khẩu mắt 10 với lại combo với lại M1857 vũ trụ hay gì cái đó mà. Combo độc lạ nhất Free Fire từ trước đến giờ mình đây Khang mới làm anh em ơi. Anh em xem hai khẩu này dạo này cũng khuấy đảo cộng đồng game Free Fire cũng dữ lắm rồi đó. Ok, dạo vào test xem mạnh hay không nha anh em ơi. Shop đây Khang chấm fan có chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá nick cực shop lên đến 90%. Tất cả các phần quà kim cương trên shop đều tăng tỷ lệ nổ cực kỳ cao và còn rất nhiều phần quà khác cực hấp dẫn đang đón chờ anh em nha. Chỉ có tại shopdaykhang.vn, uy tín chất lượng giá rẻ. Quay vô, quay những trận solo squad không cắt ghép siêu kinh điển của WG. Đây Khang nha anh em ơi. Ok, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nha. Thì anh em nhớ like, đừng quên đăng ký kênh giúp cho Đây Khang đạt được 100.000 subscriber nhanh nhất nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, thì đầu video xuống nè. Úi dồi ôi, đây là bay cái đầu nè. Úi dồi ôi, hôm nay Đây Khang nhảy cái đùng xanh này cũng khá là đông nha anh em ơi. Lúc nào nhảy đùng xanh cũng đông hết trơn. Trời là trời. Ô, bên kia người đó. Ok, đây có 1887 nha. Thì anh em cũng biết rồi, Đây Khang sẽ chơi combo đó là M1887 với lại mắt 10 nha anh em ạ. Trời, khẩu này, hai khẩu này dạo này cũng khuấy đảo cái cộng đồng game cũng ghê lắm. Đây, mắt 10 đây rồi. Đây, thì khẩu mắt 10 này thì mình cầm đó là skin tăng 2 sát thương nha anh em. Đấy, thì mình thấy mấy bạn chơi skin khẩu màu vàng anh em, khẩu vàng rồng anh em mà. Thấy anh em chơi khẩu đó rất là nhiều. Nhưng mà mình gặp nhiều bạn cầm khẩu mắt 10 bắn toàn đầu thôi. Nhưng mà hôm nay xem Đây Khang bắn khẩu mắt 10 toàn đầu hay không hay là toàn giáp anh em mà. Đây Khang thử cầm mắt 10 bắn xem có vào đầu không hay ta. Vào đầu không cái đã. Úi giời, bên đây có người trước mặt mình anh em ơi. Trời, nó không thấy mình, nó không thấy mình. Đây, mắt 10 bắn nè, thấy nè, úi giời. Chết rồi, bắn cái này vô giáp không mà chết rồi, Đây Khang ơi. Đây nè, úi giời, vừa nói xong bắn vô đầu. Phải bắn vô đầu anh em mà, trước mặt mình anh em. Ok, ngồi đó đi, bạn ngồi đó, chờ mình qua. Bạn chờ mình qua, Đây Khang tới rồi đây. Trời ơi, muốn đỏ luôn. Nhảy một phát một vô đầu luôn anh em à. Thật sự quả chỉ đậu thiệt. Thì khẩu mắt 10 này á thì Gana cũng có tăng sức mạnh hay sao anh em à. Bắn mình cảm thấy nó rất là đầm. Bắn cảm giác bắn rất là nhanh, bắn rất là sướng luôn. Đạn nó dí vào đầu rất là dễ luôn anh em à. Đạn nói chung là đạn nó dí vào đầu rất là kinh luôn anh em à. Ấy kiểu như bắn kiểu như đạn nó em thấy đạn nó tự ghim lầu luôn anh em. Thật sự rất là ảo ma Canada luôn. Ok, tiếp tục trận đấu thôi anh em à. Ui trời, ok thì khẩu mắt 7, mắt 10 này anh em bắn mà bắn vô giáp á thì đạn nó rất là dễ lạc nha. Mà anh em bắn vô đầu á thì đạn nó sẽ không lạc, kiểu như đạn bắn vô đầu, đạn nó ghim thẳng qua đầu luôn. Nói chung mà khẩu mắt 10 bắn rất là sướng. Nhiều khi anh em nào mà mới biết bắn cũng bắn được luôn. Bắn kiểu như sấy, nó bắn sấy dễ hơn M1910 với lại sấy dễ hơn UMP luôn. Đấy, kiểu như mình gặp có nhiều bạn mới biết chơi á, bắn mình solo với mấy bạn đó, mấy bạn mình vừa lú đầu ra, mấy bạn đó bắn mình bể đầu, lú đầu ra mà mình bể mũ rồi. Nói chung các bạn bây giờ kéo tâm rất là hay luôn. Đấy, mấy bạn mà mới tập kéo tâm á, mấy bạn có thể cầm khẩu mắt 10 này vào game bắn cũng khá là ok. Nhưng mà khuyên em nên kiếm những khẩu mà tăng tốc độ bắn á. Thì mình mà bắn mình không có skin đó, mình cầm skin tăng 2 sát thương thôi mà. Đấy, cầm với lại khẩu 1-7 nâng cấp level 7 luôn. Trời ơi, hai cái combo này xem nó đẳng cấp như thế nào nha anh em. Ấy khẩu mắt 10 thì anh em bắn có thể bắn tầm xa được luôn, bắn tầm xa tầm gần được luôn. Ấy cái thằng bên trái AFK nè, con này trước mặt anh em. Ui giời, bắn thế mà không chết kìa. Ui trông. Ấy sấy. Ok, nó một nè. Ui con thằng này nó hết AFK luôn. Nó vô game rồi. Vô game. Ui, hôm nay mình đổi thành hai với tô gài đạn chậm quá đấy mà. Trận này mình đổi thành Hayato gài đạn chậm quá, mình không em cái theo cái con Nikita anh em ơi. Mình đổi Nikita thành Hayato rồi, mình cầm 1-7 nâng cấp á. Gài đạn chậm vãi chế độ rồi chứ. Thua luôn anh em à. Ok, bơm máu ngay đi vòng anh em ơi. Trời ơi, 5 kill rồi nha. Rồi vừa nhảy xuống nãy giờ 5 kill rồi, chạy xe vòng. Cái vùng xanh gì mà cũng ít người nhờ anh em. Mình bắn được có 3 kill à. Bắn hết 3 kill hết người, cái mình chạy qua đây mình mới giết thêm 2 kill nè. Ok. Có thằng trên xe đó, đặt kia, ui rồi, mày xuống xe, sấy nè, sấy solo, ui rồi, làm sao, sấy vô giáp nó hơi yếu nha, pha này sấy vô giáp hơi yếu, nhưng mà khẩu này á, anh em bắn á, viên đầu tiên á, phải vô đầu, chứ anh em mà bắn viên vô giáp, anh em kéo lên, bắn mấy viên đầu vô giáp mà kéo lên đầu cũng khá là khó lắm anh em à, nói chung là mấy viên đầu tiên á, bắn vô giáp kéo lên vào đầu rất là khó luôn. Ok, lấy chiếc xe xanh chạy nó an toàn anh em à. Xe xanh lúc nào cũng mạnh hơn anh em. Chạy xe xanh lúc nào mình cũng cảm giác nó an toàn hơn là khẩu chiếc Lamborghini anh em à. Chiếc Lamborghini cảm giác nó yếu đuối quá, nhìn thấy nó mỏng manh quá, cầm chiếc xe bán tải này chạy nó rất là nặng, rất là mạnh mẽ, nhìn rất là quyền lực luôn, chạy rất là sướng luôn anh em ơi.
Ok, trước mặt mình nè. Ui, thằng nào lút lút thính hả? Ui, hai viên nè. Đây, gà đạn. Ui, gà đạn chậm vãi. Trời ơi, gà đạn chậm thật sự đó mà. Con này nó không tăng cái tội đạn, nó tăng hai cái cương hồi một cú bắn. Gà đạn rất là chậm luôn. Ok, 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 lên xe đi săn thôi, lên xe đi săn thôi. Thằng nào bắn mình, thằng nào bắn mình, thằng nào bắn Đế Khang. Đế Khang lên tới đây bạn ơi. Ok, Đế Khang chạy xe tới này. Ui, ui, à, trên nhà, trên nhà, trên nhà. Trên nhà bạn ơi, từ từ nhẹ, từ 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 tốn mà ơi. Ai cũng có phần, ai cũng có phần. Ê ê chạy chạy chạy. Ui bi. Ôi ai cũng có phần hết. Rồi, rồi, kiểu này là chết cho mình. Bay cái mũ liền, kiểu này là chết cho mình. Đẩy thế này chỉ có bay mũ thôi anh em ơi. Trời ơi, cổ này bắn đạn dí vô đầu thôi nên mà. Ý là nó không, mình không có đem skin tăng thôi, tăng tốc bắn nha. Mình đem skin tăng hai sát thương đấy, bắn cũng rất là ngon luôn. Ok, trời ơi quá sướng luôn nên mà. Thì trận này xem cái combo này để coi, mình lần đầu mình thử combo mình luôn. Lần đầu mình thử combo này trên kênh WGD Khang luôn. À, mình thử combo này xem nó mạnh hay không để mình cho anh em biết mạnh hay không để cho anh em sử dụng nha. Cẩu này cẩu mắt 10 này anh em có thể bắn. Ui trời ơi. Trời ơi. Cẩu mắt 10 này anh em có thể bắn tầm xa được, tầm gần được luôn. Đấy, bắn tầm xa tầm gần đều được, anh em rất là sướng luôn nha mà. Đấy, mình cũng thấy anh Quyền cũng hay bắn cẩu mắt 10 này rất là nhiều. À, anh Quyền cũng bắn khẩu mắt 10 này, bắn tầm xa tầm gần luôn em ơi. Thì mình thấy khẩu này nó cũng thay thế được như khẩu M5 anh em. Khẩu M5 thì anh em cũng vừa bắn tầm xa được, vừa bắn tầm gần được. Không, khẩu này cũng bắn được luôn. À, nhưng mà mình xem khẩu này với khẩu M5, mình nghĩ khẩu M5 nó sẽ mạnh hơn. Tại vì khẩu M5 nó có 3 chip, nó sẽ tốc bắn nó sẽ nhanh hơn, sát thương nó sẽ mạnh hơn, bắn nó sẽ đầm hơn nữa. À, bắn tầm xa sẽ ngon hơn nữa anh em. Đấy, cho nên cái khẩu này mắc 10 ấy, nó sẽ yếu hơn khẩu M5 chắc chắn rồi. Ok thì mình lút đồ đấy mà. Đấy mua xu tự xăng, ai mua thêm đạn trung liên nữa. Hết đạn rồi, vẫn như thường lệ thôi. Đi Khang hết địch, Đi Khang phải lên xe chạy thôi anh em ơi. Thì á anh em xem video nhớ ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh ủng hộ WCD Khang nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Ôi trời ơi là trời ơi, mình chém cái địch, mình chém cái địch nè. Thì Đi Khang vẫn thường thường lệ ra những cái câu hỏi cho anh em, tặng kim cương cho anh em thôi anh em mà. Thì video mà Đi Khang đặt câu hỏi á, thì cách khoảng 2 ngày sau Đi Khang mới tổng kết và tặng kim cương cho anh em nha. Ơ ơ đâu ra vậy, đâu ra vậy bạn trẻ. Ơ bắt sách. Ui trời ơi, đổi xuống cháy liền. Dạo này anh em có thể điều khiển vị trí khi anh em nhảy lên á. Anh em nhảy lên em có thể anh em có thể điều khiển được cái hướng của anh em luôn. Rất là ảo nha, game bây giờ nó có cái chế độ mới chỉnh cái đó hay sao á, bắn rất là dễ luôn mà. Kiểu như anh em nhảy ra ngoài, cái anh em bị hố á, bị trượt trượt chớn á, cái anh em có thể kéo cái tâm anh em có thể quay về được luôn. Úi trời ơi, khác tim à, hai này khác tim, ba này khác tim nè. Úi trời ơi, bắn sướng thật sự. Nhưng mà cậu bắt người này cậu có một cái đặc điểm ưu điểm đó là bắn rất là đầm. Có cái nhược điểm là cảm giác mình thấy đam nó cũng được cao, nhưng mà cảm giác đam nó kiểu như không phải đam kiểu như sao á ta, mình cảm giác nó bắn như đam nó cũng bắn rất là đậm, nhưng mà cái tiếng kia nó bắn rất là cảm giác rất là yếu đuối nè, mà nghe cái tiếng rất là nhẹ đè như gắn được gắn âm thanh nè, được cảm giác như bắn âm thanh á. Cái tiếng mà anh em cầm M5 á, cái tiếng anh em cầm cái tiếng đạn của M5 anh em thấy không, nghe tiếng rất là lực luôn, nghe tanh đúng không. Còn cậu mà mắc 10 bắn tè bắn nghe tiếng bắn cười thật sự nè, mà cảm giác rất là yếu luôn. Đây đắt súng nè, hai viên. Ui rồi, ui khẩu vui gì kiểu này bắn sát thương yếu vậy ta. Ui rồi ôi quanh sọt luôn. Thì khẩu này cứ mọc nó bảy lâu rồi không đi khai, không bắn khẩu này tự nhiên bắn sát thương yếu vậy ta. Bắn gì có 6-7 đam đi trời, tăng 2 sát thương luôn đó anh em. Khẩu vui gì này tăng 2 sát thương mà bắn ngồi trời, bắn kiểu này là chết rồi. Sát thương kiểu này là bắn là không ổn rồi, nhưng mà sát thương kiểu này là không ổn rồi. Rồi khẩu này cảm giác càng thấy càng yếu rồi anh em ơi. Tốc độ hay đạn chậm nè, sát thương yếu nè, chết rồi, không biết nó còn cái gì nữa cho nó mạnh nữa anh em ơi. Cực cái tốc bắn nó nhanh thôi, được cái khẩu này tốc bắn cũng khá là nhanh, nhưng mà tốc bắn khi anh em gài đạn xong anh em bắn liền nó mới tăng tốc bắn cho anh em. Đấy, khi anh em gài đạn xong anh em để một thời gian là tốc bắn nó vẫn y như cũ à. Thì khẩu vũ trụ hay việc này á, level 7 thì nó có cái nội tại là anh em vừa hay đạn xong thì nó sẽ tăng tốc bắn cho anh em. Tông nè, ui gì tông phục kìa, hai viên. Ui trời ơi, thằng này giáp đây, giáp cùi anh em ơi. Thằng này hình như không có giáp hay sao, thằng gì bắn hai viên chết chứ anh em. Bây giờ cầm giáp 3, 187 đố anh em bắn hai viên chết luôn. Skin nào cũng vậy chứ, anh em bắn vào giáp hai viên không bao giờ chết. Giáp 3, giáp 4 thật sự luôn. Bây giờ 187 nói chung là nó cảm giác rất là khó chịu, nhưng mà rất là yếu cái gì. À đẩy vô, ui trời ơi, bắn một cái bay rồi, cầm mất 10 bắn. À cháy vô giáp rồi. Ui thế mà không chết kìa, châu quái đi anh em à, châu quái. Ok, Đi Khang đang nhảy xuống và Đi Khang đang bắn như này. Anh Nhi đang là keo quạt, keo tròn. Ui trời, anh Nhi đang rất là quán rồi loạn luôn anh em à. Nhưng mà Đi Khang thì vẫn rất là bình tĩnh. Ấy kẻ đi săn lúc nào cũng phải bình tĩnh hơn kẻ bị săn anh em à, đúng không anh em? Ấy chứ phải nhìn như thế. Ok chứ, ui rồi, đây thấy rồi. Cậu này anh em thấy gì, thấy bằng ống nhắm cũng khá là khó anh em.
sấy tầm gần gần ký, nói chung là đạn nó khá là khó vô đầu. Anh em sấy mà sấy bình thường á, ấy kéo tầm rất là dễ luôn. Ok đây, mày đâu ra đây. Ra đây bay đầu, em thấy không? Đó, ra đạn, ra gì đạn chỉ có một đầu. Ok, tầm gần thì cầm sạc gần. Ấy, con này chung chung thì anh em cầm khoảng mất 10 ra. Tầm gần thì sát bên thì anh em sát sát thì anh em cầm sạc gần ra nữa mà. 16 kêu úi rồi, trên map còn tận 9 thằng lận. Rồi để khai. Ok, bo bên đây. Ok, anh em xem đi khai đi bo nè. Bo bên trái mình anh em ơi. Úi rồi bắn sướng quá, con này bắn sướng thật sự nữa mà. Hổng gài mình thấy bắn cũng rất là ngon rồi. Hổng gài tới giờ mình mới làm video cho anh em xem. Ôi trời, mình bắn test hổng gài mình bây giờ mình mới làm video. Tại vì mình đâu có bắn mắt khẩu mắt 10 gì đâu nên mình đâu biết sức mạnh của nó nên mà. Ấy từ từ bây giờ tự nhiên mình cầm khẩu mắt 10 bắn thấy sức mạnh quá. Nên mình thấy khẩu nào mạnh mạnh là mình vô mình test cho anh em xem. Ấy xì khẩu nào mạnh mạnh test cho anh em xem, anh em chơi. Úi rồi nhảy ra cái cửa sổ mình rất ghét cái map. Tạo thiết kỹ là biết gì anh em. Cái cửa sổ nhảy rất là khó luôn. Nó nhỏ thật sự. Nhảy đi rất là bị dướng anh em à. Anh em chơi cái map đảo thế kỷ anh em đi. Đấy, còn map đảo quân sự, đảo thiên đường thì nhà là cũng giống giống. Mấy cái nhà anh em cửa rất là to. Còn map đảo thế kỷ thì nhà cửa nhỏ xíu nhỏ, nhỏ vậy rất là khó luôn anh em à. Ok, đây Khang nhảy vô cái lòng chảo, nhảy vô giữa bo luôn anh em ơi. Nhảy vô giữa bo cho nó chắc chắn một tí. Mình mới quét UAV thì trong đây có người. À, bắn bể cái UAV mình mất tiêu rồi. À, mấy anh niên này cay thế nhờ. Ok, mình còn nhiều UAV lắm, đây Khang còn nhiều lắm, mấy bạn bắn thoải mái. Ok, đặt UAV trước mặt coi. À, trước mặt có người nè. Ui trời ơi, một đống luôn. À, một đống luôn, một đống thế này thì đây Khang càng thích. Càng đông thì đây Khang càng thích anh em ạ. Ui dồi ui dồi ui dồi, bắn nhau kìa, nó bắn nhau kìa. Đây Khang qua, để đây Khang qua mọi người. Ui gớt gớt gớt, ê ê ê, chạy lên. Ui sợ ui sợ ui sợ ui sợ. Đây Khang mò mò từ từ lên giết từng kêu anh em ạ, chứ không gấp nha. Đây trước mặt nè, sấy, ui anh đi gục két két. Ui không được rồi, không được rồi. Tính két mà không được anh em ạ. Ok phóng lựu vô hai viên nè, thấy nè. Ok ui dồi ôi, bắn đạn vô đầu thế này thì thôi chứ sao mà chịu nổi bạn ơi. Ôi trời, ok trước mặt mình anh em. Ok mình lút đồ, lút đạn, lút keo tè lè hết trơn cái đã anh em à. Mình không gấp, mình cứ từ từ thôi. Đây Khang vẫn cứ bình tĩnh. Anh em bắn anh em phải bình tĩnh anh em mới xử lý được. Nhiều pha anh em á. Lút đồ anh em cứ lút đồ thoải mái. Nếu anh em không nghe tiếng chân anh em đập, nếu địch đông cỡ nào nhưng mà anh em gần anh em không nghe tiếng chân thì anh em cứ lút đồ thoải mái. Anh em nghe tiếng chân thì anh em tập trung bắn đó thôi. Không nghe tiếng chân thì anh em vẫn cứ tập trung lút đồ. Đấy, lút đồ vẫn là một cái thứ gì đó gọi là rất là sung sướng anh em à. Tiếng chân mình phải nào. Vô đây, không vô thì Khang ra. Lút đồ nè, đứng lút đồ đã gì ta, đứng lút đồ xuống gì ta, 18 kill, ok. Ui ôi, mấy anh niên thì bắn xong mình cú lên nè, quá xuống luôn, còn thằng đây nè. Ui, sướng quá, con này bắn sướng quá anh em ơi. Anh em có thể không skin súng, anh em có thể cầm khẩu mắt 10 này anh em bắn. Đấy, mấy khẩu tiểu liên như là MB40, UMP, MP5 này nè. Ê, UMP nè, MB40 nè, mấy khẩu nó không skin, bắn rất là yếu đúng không anh em. Nhưng mà anh em bây giờ anh em có thể cầm khẩu mắt 10 không skin súng, bắn rất là sướng luôn, không thua kém những khẩu mà có skin đâu anh em à. Ok, mình quay lại trên đây có người, à có thằng kia lên nè, bắn là sấy nè. Ui một view đầu nè. Ui hai thằng luôn. Ok nó một, để Khang, kill của tao, ai cho mày két. Ui nó két mạng cái kill của mình rồi anh em à. Nó két kill của mình rồi, cay thế nha. Ok mày dám két kill của tao thì tao sẽ tra báo thù trả thù. Trời, két kill của tao mày. Ui trời, bay đầu tiếp tục luôn rồi, lại giết thằng này hai lần luôn nè, mà hai lần luôn, thằng này nó mới cuốn xuống nè. Nó cuốn xuống rồi. Chạy khẩu này con cái nhắm không nhắm bắn rất là khó nè mà. Thật sự luôn, khẩu này bắn không nhắm rất là khó. Khẩu này mà anh em cầm ống nhắm X1 á thì nó bắn sẽ ok hơn. Chứ anh em cầm ống nhắm X2 hoặc X4 bắn rất là khó nha. Đấy, kéo tầm rất là khó, kiểu như đạn nó đi rất là lạc. Anh em kéo tầm kéo theo kiểu chiều ngang á, đạn rất là lạc. Còn anh em kéo theo chiều thẳng đứng, chiều trước mặt luôn á thì nó, nếu thằng địch nó chạy thẳng á thì anh em kéo rất là dễ, tại vì khẩu nào cũng vậy mà. Nhưng mà khẩu kéo chiều ngang thì khẩu này kéo rất là khó nha anh em. Đây khẩu này đạn kéo chiều ngang anh em rất là lạc luôn, đạn đi tùm lum la hết trơn. Ok, 20 kill rồi, trên map còn tận 5 thằng lận. Ô đáp dù, úi trời, ai cho mày đáp dù, tao bắn cho mày gãy dù luôn, bắn cho gãy dù luôn, bắn không cho đáp dù. Ui nó xuống rồi. Ok thằng này mấy viên nó chết. Ui thằng này ra đây nè, bắn nè. Ok còn phấn 7 ra bắn. Ui xời trời, nô cái trò này đi Khang phá được hết, cái trò này đi Khang quá quen rồi. Bắt trời nô nhảy ra bắn hả bạn. Ok úi trời gạt. Ui rồi 2 kill ngon sớt luôn anh em à. Ui rồi 22 kill rồi, còn 3 thằng lận. Đây Khang trên này giết cái chân 3 thằng cuối, lấy 25 kill cho tròn luôn. Ok nó một nè. Đây còn thằng trên này nè, thằng cuối em ơi. Ui không phải thằng cuối mà là còn thằng thứ ba lận. Ok chạy ra bắn. Ok úi rồi không chết à. Ui rồi 1-7 bắn yếu thế. Đây thấy. Ok nóc ơi, ly ơi, thế này em ơi, còn 1-1 thôi. Đây thằng này bụi cỏ nè, thằng cuối đây luôn em ơi. Trời ơi đông cái nhà nó dí đây Khang gì dữ vậy. Chơi gì vậy? Ok, đặt kêu. Đấy, gài đạn nè, bên phải nè, dễ ra bắn luôn. Thấy, bắn, ok, đây luôn em ơi. Top 1, 25 kêu, quá ngon ngọt, ôi mà. Quá sướng luôn. Ôi, combo này quá ngon em ơi. Tự nhiên nhảy vô cái khu này, cái game ô cuối luôn, ly hết trơn luôn em ơi. Ok, video này kết thúc rồi. Anh em mình xem video, nhớ ấn like, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Khang nha. 9.800 chiếc thương, 25 kêu. Ui, trời ơi, nhưng mà phải có 1-7
dù chưa hay gì, cảm giác bây giờ bắn khá là yếu nhưng mà nó vẫn hỗ trợ được cho khẩu bắt 10 đấy, hỗ trợ cho những tầm gần tầm tầm kiểu như sát luôn anh em, nó vẫn hỗ trợ được cho khẩu bắt 10 anh em. Ok, đây là lịch sử đấu của Lê Khang, nãy giờ chết khá nhiều. Ok, 25 kill, 98 cân, quá thơm luôn. Ok, ba anh em nha, chúc anh em ngủ chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha. Bye bye anh em.